Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về các thao tác lựa chọn, bỏ chọn đối tượng, group, ungroup và làm việc với những cái đối tượng ở trong một nhóm đã được group. Thế thì khi mà chúng ta làm việc với lại các cái đối tượng ở trong Corel thì có thể là sẽ có rất là nhiều đối tượng khác nhau. Và do đó thì chúng ta cần phải có cái thao tác đầu tiên là lựa chọn mà đối tượng chúng ta muốn làm việc. Đấy. Ví dụ như là đây có rất nhiều hình, muốn làm việc với đối tượng nào tôi phải chọn nó để xác nhận với chương trình Corel là tôi muốn làm việc với đối tượng này và không làm việc với các đối tượng còn lại. Ví dụ rất là đơn giản là tôi tô màu. Thế nếu mà bây giờ tôi không chọn một đối tượng nào cả thì Corel nó sẽ không biết là tôi muốn tô màu vào đối tượng nào. Kể cả trong trường hợp là tôi xóa hết tất cả những cái đối tượng này đi, chỉ có một đối tượng duy nhất ở trong màn hình cũng không có nghĩa rằng là mặc nhiên nó phải hiểu rằng là mình sẽ làm việc với thằng này. Mình không chọn thì nó cũng sẽ vẫn không hiểu rằng là làm việc với thằng đấy, mà nó sẽ lại hiểu rằng thao tác chúng ta làm là để thay đổi cái mặc định của chương trình. Tôi lấy ví dụ mặc định của chương trình là gì? Mặc định của chương trình là vẽ ra một hình bất kỳ, nó sẽ chỉ có đường viền mà nó không có bề mặt. Đấy. Và cái mặc định của nó là không tô màu bề mặt. Thế nếu bây giờ trường hợp các bạn bảo là nếu chỉ có một đối tượng thì tại sao không hiểu rằng là tô màu cho đối tượng đấy? Chẳng hạn như có hai đối tượng thì còn bảo là nếu không chọn thì không biết là tô màu cho cái nào. Thế nhưng bây giờ có một đối tượng duy nhất, tại sao không hiểu luôn rằng là tô màu cho đối tượng duy nhất đấy? Nhưng mà cái khái niệm mà không chọn gì mà thao tác thì Corel nó lại hiểu rằng đấy là thay đổi những cái giá trị mặc định của nó. Ví dụ bây giờ tôi không chọn gì, tôi bấm vào tô màu đỏ này chẳng hạn, nó sẽ mở ra một cái bảng thoại là trên Document Default, tôi thay đổi những cái thiết lập mặc định của chương trình. Trong đó có rất nhiều thứ có thể thay đổi thiết lập mặc định, nhưng cái phổ thông nhất là cái graphic là một cái đối tượng đồ họa này thì nó được đánh dấu. Và nếu như bây giờ mà tôi nhấp OK thì sẽ xảy ra điều gì? Nó sẽ xảy ra là từ giờ trở đi tôi vẽ bất cứ cái hình gì to nhỏ dài ngắn méo tròn gì nó cũng tô sẵn màu đỏ này thay vì là không tô màu. Đấy, và đây là cái thao tác mà nó sẽ thay đổi cái giá trị mặc định của chương trình theo cái mình yêu cầu. Vậy thì bây giờ mình muốn giả nó về cái trạng thái là gốc thì mình làm thế nào? Thì về nguyên tắc cũng đừng chọn cái gì cả, và chúng ta sẽ bấm vào cái ô không tô màu ở đây thì nó lại hiện ra cái bảng, nó hỏi là có phải là muốn thay đổi mặc định hay không. Nhấp OK, chấp nhận đi, và bây giờ tôi vẽ thì nó lại trở về cái trạng thái gốc ban đầu là không tô sẵn màu. Cái này thì đúng thôi, tại vì là trong một cái bản thiết kế thì chúng ta có rất nhiều đối tượng, và cái điều đầu tiên chúng ta cần làm là vẽ ra hình hài của đối tượng đó, thiết lập kích thước chính xác của đối tượng đó đã. Những cái đó xong xuôi rồi thì mới đến việc là tô cho nó màu gì. Đấy. Chứ còn chưa gì mà đã tô màu thì không đúng, tại vì còn rất nhiều thứ cần phải chỉnh, còn rất nhiều thứ cần phải xử lý. Và màu thì trong thiết kế thì nó có nhiều đối tượng, và mỗi đối tượng nó sẽ có một cái màu nào đấy của nó, chứ không phải lúc nào cũng tô sẵn một màu như màu đỏ này chẳng hạn, thì nó cũng sẽ buồn cười. Do đó thì trước khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng cần phải là chọn đối tượng đã, rồi chúng ta mới được phép thao tác. Chọn thì chúng ta có thể chọn một đối tượng, chúng ta có thể chọn nhiều đối tượng. Chọn một đối tượng thì nó cũng lại có cái chuyện là bỏ chọn đối tượng đó. Thế để bỏ chọn đối tượng thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta bấm vào một vùng trống bên ngoài thì coi như là hủy chọn, hoặc đang chọn đối tượng này mà bấm sang chọn đối tượng khác thì cái thao tác chọn đối tượng khác đó nó cũng sẽ bỏ chọn của đối tượng trước đấy của chúng ta. Thế đấy là chọn và bỏ chọn. Thế nhưng mà vừa rồi là chúng ta đều chọn một đối tượng một. Thế còn chọn nhiều đối tượng thì sao? Chọn nhiều đối tượng thì chúng ta có mấy cách như thế này. Cách thứ nhất và là cách cơ bản đó là chúng ta giữ thêm phím shift. Giữ phím shift và bấm lần lượt vào các đối tượng khác mà chúng ta muốn chọn. Thì các bạn để ý rằng là khi tôi chọn một đối tượng thì tay nắm điều khiển bao xung quanh đối tượng đó. Nhưng nếu tôi chọn đến đối tượng thứ hai thì tay nắm điều khiển bây giờ nó bao xung quanh hai đối tượng được chọn. Tôi bấm sang đối tượng thứ ba thì lúc này cái vùng chọn lựa này nó cũng sẽ mở rộng ra và tay nắm điều khiển nó sẽ bao xung quanh ba đối tượng được chọn. Và khi tôi chọn nhiều đối tượng như thế này thì tạm thời nó được coi như là giống như là một đối tượng.
tôi có thể di dịch cùng một lúc ba đối tượng này. Tôi cũng có thể là transform, ví dụ phóng to, thu nhỏ, thay đổi kích thước của cả ba đối tượng này. Để ví dụ như thế, tôi tô màu thì cả ba đối tượng này cùng nhận màu cùng một lúc, nó hành động giống như là một đối tượng thôi. Bấm ra ngoài thì thôi, đối tượng nào cũng không được chọn nữa và lại trở về trở thành từng đối tượng rời rẽ. Thế thì vừa rồi là chúng ta vừa mới chọn nhiều đối tượng, nhưng chọn nhiều đối tượng 1-2 cái thì không sao, 5-7 cái thì không sao, nhưng nếu nhiều hơn nữa thì cái thao tác mà giữ shift bấm như thế này nó sẽ hơi mất thời giờ. Tôi có một cách thứ hai, tức là chọn một vùng rộng hơn, đó là bấm ra ngoài nhưng không nhả chuột, sau đó thì vẽ ra một cái vùng lựa chọn, và vùng lựa chọn này bao hoàn toàn lấy đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ được chọn. Ví dụ trong ví dụ như thế này chẳng hạn, thì cái to nhất sẽ không được chọn trong ba cái màu vàng vì nó nằm trong vùng chọn nhưng không nằm hoàn toàn. Đây, tôi buông chuột ra và các bạn thấy là tôi dịch chỉ hai đối tượng này được thôi, đối tượng này bị loại. Tuy nhiên cái thao tác mà vẽ để chọn lấy nhiều đối tượng một lúc, đôi lúc nó sẽ gặp phải những cái trường hợp mà chúng ta thấy nó không được như ý mình lắm. Ví dụ bây giờ tôi có một cái đối tượng màu đỏ nằm giữa và đối tượng màu vàng. Bây giờ tôi muốn chọn các cái đối tượng màu vàng nhé. Chẳng hạn như thế này, đây tôi đặt ra một vài trường hợp khác nhau. Bình thường ra thì chúng ta nói là phải vẽ một cái gì đấy nhỉ, phải vẽ một cái vùng chọn và bao lấy hoàn toàn các đối tượng thì sẽ chọn được nó. Nhưng nếu tôi vẽ bao hoàn toàn lấy ba đối tượng màu vàng này thì tôi sẽ lấy thừa cái đối tượng màu đỏ đấy. Thì Corel cung cấp cho chúng ta thêm một cái phương pháp như thế này nữa, đó là chúng ta vẽ ra một cái vùng chọn nhưng chỉ cần chạm vào các đối tượng mà chúng ta cần lấy thôi, với điều kiện là chúng ta nhấn giữ thêm phím Alt trong lúc mà chúng ta vẽ. Thì bây giờ tôi vẽ ra một cái vùng marquee và vùng chọn, nhưng mà tôi nhấn giữ Alt và tôi né cái vùng màu đỏ ra, thì chỉ cần chạm vào ba đối tượng màu vàng này là tôi có thể là chọn được nó và tôi có thể thao tác mới được rồi. Tuy nhiên nó lại có một cái trường hợp nữa, lại oái oăm, thằng này không né được. Vì sao? Bây giờ nó vẫn còn đang thấp hơn thằng kia một tí, cho nên là chúng ta chỉ cần chạm vào đỉnh của thằng này là chúng ta có thể lấy được và không lấy sâu xuống thêm nữa. Nhưng ví dụ cái trường hợp oái oăm hơn là như thế này thì sao? Nhấn A hay không nhấn A thì cũng sẽ dính vào thằng này và sẽ lấy thừa nó. Thế thì tôi sẽ có thêm một công cụ nữa, nó nằm ẩn đằng sau công cụ pick là công cụ chọn này. Thì chúng ta có một công cụ nó gọi là công cụ freehand pick. Với công cụ freehand pick này thì tôi nhấp chuột này và tôi bắt đầu vẽ ra vùng chọn lựa. Đấy, chạm vào đâu đúng không, sau đó thì tôi uốn, tôi né nó ra, và tất nhiên lúc chọn thì nhấn giữ thêm phím Alt thì nó sẽ giúp tôi là né qua khỏi cái đối tượng mà không mong muốn. Và như vậy là tôi vẫn chọn được các đối tượng mà tôi cần, mà trong cái trường hợp mà tương đối khó là kia chèn vào rất là khó chịu. Đấy, thế tôi vẫn né ra được. Đây là công cụ mà nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được bổ sung vào phiên bản, bắt đầu phiên bản 5X5 thì bắt đầu được bổ sung cái công cụ gọi là chọn lựa và né riêng là như thế này. Tuy nhiên cái công cụ này thì thực tế ra thì tôi cũng không dùng mấy, tại vì nếu như mà chúng ta có lấy thừa thì chúng ta cũng sẽ có cách để chúng ta loại nó ra. Để loại ra chúng ta làm như sau: vẽ nhanh, thế này thì nhanh nhất, tức là một lần vẽ thôi là chọn ra hết, và chúng ta giữ shift, chúng ta bấm vào cái đối tượng mà chúng ta không mong muốn thì chúng ta sẽ loại được nó ra khỏi cái nhóm. Như thế là chúng ta sẽ chọn được các đối tượng mà mình cần, kể cả trong trường hợp có chọn thừa thì mình vẫn loại bỏ nó được. Và như thế là chúng ta đã biết được cách là chọn một đối tượng, chọn nhiều đối tượng, chọn lách qua các đối tượng. Và nếu trong trường hợp mà chọn một nhóm luôn mà lấy thừa đối tượng nào thì chúng ta cũng có thể loại được nó ra bên ngoài. Thế thì đấy là cái thao tác mà chúng ta cần phải làm đầu tiên, đó là chọn những đối tượng cần thao tác. Thế sau khi chọn rồi chúng ta làm được gì? Sau khi chọn rồi chúng ta làm được những cái thao tác như sau. Thứ nhất là tô màu thì vừa nãy tôi đã nói rồi, đúng không? Thứ hai là tôi có thể là dịch chuyển đối tượng sang một vị trí mới. Thứ ba là trong lúc dịch chuyển thì nhấp giữ phím trái và nhấp thêm phím phải thì sẽ là nhân bản.
Thứ tư nữa thì nhắc lại một khái niệm đó là chưa đến khái niệm đấy, mà bây giờ chúng ta nói về transform đã. Tôi thay đổi kích thước cho đối tượng thì bằng cách là bấm vào một trong những tay nắm điều khiển này để tôi có thể thay đổi kích thước của nó, có thể theo chiều ngang, có thể theo chiều đứng, hoặc cũng có thể là theo chiều chéo, tức là bao gồm cả cạnh ngang lẫn cạnh dọc luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ bấm vào những cái điểm điều khiển ở góc. Corel thì nó cũng có một cái điểm đặc biệt, bình thường ra là đối với các cái chương trình đồ họa khác, khi mà chúng ta kéo ở góc là chúng ta cùng một lúc chúng ta sẽ kéo cả hai cạnh, cả cạnh ngang lẫn cạnh đứng. Tuy nhiên là thao tác kéo đó thì nó chỉ làm thay đổi kích thước thôi, nhưng nó sẽ không giữ được cái tỷ lệ gốc, tại vì có thể là cái chiều cao kéo nhiều hơn cái chiều ngang chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn tới là bị méo hình so với hình gốc. Và thường thường thì các chương trình khác là phải giữ thêm phím shift trong cái thao tác mà kéo góc. Tuy nhiên Corel thì nó lại làm việc rất đặc biệt, tức là các bạn kéo góc là mặc nhiên nó sẽ giữ cái tỷ lệ đó rồi, do đó chúng ta không cần phải nhấn thêm cái gì nữa. Có một cái điểm cũng tương đối đặc biệt, đó là khi mà chúng ta kéo một cạnh nào, một hướng nào thì là chúng ta chỉ kéo hướng đó thôi, còn các hướng còn lại thì không cụm cửa gì cả. Tuy nhiên nếu như trong lúc transform mà chúng ta lại nhấn giữ thêm phím shift thì chúng ta sẽ có một cái thao tác mang tính tương tác, có nghĩa là tôi kéo cạnh phải thì nó sẽ tác động đến cạnh trái, tôi kéo đỉnh thì sẽ tác động đến đáy, và cái thao tác này là tương tác ngược chiều, có nghĩa là tôi mở rộng sang bên phải thì cạnh đối diện cũng sẽ mở rộng sang bên trái theo chiều ngược lại, với một cái giá trị giống hệt nhưng mà nghịch chiều đó. Tôi thu lại thì cạnh trái cũng thu, tôi hạ độ cao thì nó cũng sẽ nâng gì đấy, nâng cái đáy, mà tôi tăng độ cao thì nó sẽ hạ độ sâu của đáy xuống. Tất nhiên cái chiều này chúng ta thao tác với tham số bao nhiêu thì cái thằng kia nó cũng sẽ thao tác đúng tham số như thế, nên theo chiều ngược lại. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta xử lý ở góc chẳng hạn thì nó sẽ là một cái thao tác mà hướng tâm đấy, và do đó thì nó tác động tới cả bốn góc một lần. Thì đấy là các thao tác cơ bản về transform. Nhưng transform thì không chỉ có từng đấy, chúng ta còn có thêm một vài cái thao tác nữa như sau. Một đối tượng được chọn rồi mà tôi kích chuột chọn thêm một lần nữa thì sẽ xuất hiện tâm quay. Trước hết là tôi có thể đưa trỏ chuột vào một trong bốn mũi tên hai đầu của góc và tôi bấm giữ, tôi quay cái đối tượng một cách thủ công theo ý muốn của tôi. Đến vị trí nào ưng ý nhả chuột ra thì nó sẽ đứng lại ở cái tọa độ đó, ở góc nghiêng đó. Thế nhưng có một cái điểm đặc biệt là cái tâm quay bây giờ nó là cái hình tròn này, nó là một thứ có thể dịch chuyển đi chỗ khác. Tôi đưa trỏ chuột vào, tôi nhấp giữ và tôi có thể dịch nó sang vị trí mới, và dịch vị trí mới thì đối tượng của chúng ta sẽ lại quay theo cái giá trị tâm quay mới đó. Nhưng cũng có thể chúng ta lôi nó ra ngoài, ra khỏi đối tượng cũng được đấy. Tâm quay thì không cố định và không bắt buộc là phải nằm ở trong hay nằm ngoài đối tượng, thích kéo đến đâu thì kéo đấy. Thế đấy là về quay. Thế còn về kéo xiên thì chúng ta có một cái thao tác như thế này, đó là các bạn đặt trỏ chuột vào trong cái mũi tên hai chiều ở giữa các cạnh, đứng cũng được, ngang cũng được, và khi trỏ chuột đang từ mũi tên đen to này mà thành cái mũi tên hai đầu thì các bạn có thể gì đây, xô xiên cái đối tượng theo cái chiều mà các bạn muốn, kéo về hướng nào thì nó sẽ xô xiên đối tượng chúng ta theo hướng đó. Và có một cái điểm chung giữa cái thao tác mà xiên, kéo xiên và quay, đó là cưỡng bức góc. Để mà cưỡng bức góc thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím Control trong cái quá trình mà chúng ta quay đó. Giữ phím Control mà quay thì nó sẽ bị cưỡng bức theo cái góc là 15 độ 1. Đây tôi kéo đây là 15 độ này, kéo nữa sẽ thành 30 này, kéo nữa sẽ thành 45 này, tức nó nhảy theo bước là 15 độ 1, 15 độ 1. Thế còn là kéo xiên cũng thế, giữ Control mà kéo xiên thì nó sẽ cho phép chúng ta kéo xiên đối tượng đi từng góc 15 độ, 15 độ 1. Đấy. Thế đấy là thao tác quay hoặc là kéo xiên đối tượng. Và chúng ta còn một thao tác nữa, đó là thao tác lật đối tượng.
Lập đối tượng thì có hai cách: lập bằng hỗ trợ ở Genthanh Property hoặc là lập thủ công. Chúng ta xem trước cái thao tác mà lập ở trên Genthanh Property với cái hỗ trợ nút bấm nhá. Thế đây, tôi và các bạn sẽ kéo các cái đường dòng này để xem là cái vị trí gốc, tọa độ gốc của cái đối tượng nó nằm ở đâu. Chúng ta sẽ kéo các đường gai này vào. Sau khi kéo đường gai này vào thì chúng ta đã đánh dấu được cái vị trí hiện đang đứng của cái đối tượng này. Bây giờ tôi bấm vào đây và tôi sử dụng một trong hai nút lệnh là mirror, mirror theo chiều ngang hoặc là mirror theo chiều đứng. Nếu mà mirror theo chiều ngang này thì bây giờ các bạn sẽ thấy này, bấm này. Nhưng mà bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là nó lại chạy lệch sang đây. Quay trả về mặc định nhé, là tôi sẽ giả cái này về gì đây nhỉ? Về tâm ở giữa nhé. Đây, và các bạn sẽ thấy đây, với cái lệnh như thế này, nút bấm như này thì chúng ta có thể lập đối tượng nhưng nó không chạy ra khỏi vị trí gốc. Đây là lập ngang này, đây là lập đứng này. Đấy. Thế nhưng nếu mà tôi lập bằng thủ công thì tôi sẽ lập như thế nào? Lập thủ công tôi sẽ làm như sau: bấm vào một trong những tay nắm điều khiển ở hông hoặc ở đỉnh, sau đó thì kéo xuyên qua đối tượng sang phía bên kia và nhả cho ra. Với cách như thế này thì tôi sẽ lập được một đối tượng. Tuy nhiên lập thủ công thì nó không đảm bảo về kích thước và tỷ lệ của đối tượng, do đó thì tôi sẽ phải giữ thêm phím Ctrl trong lúc lập. Thì với phím Ctrl này thì tôi sẽ lật sang bên này và nhả chuột ra, thì các bạn sẽ thấy là nó lật được hình và đồng thời là nó giữ nguyên được tỷ lệ và kích thước. Nhưng các bạn có thấy nó khác với lại cái lệnh mà chúng ta lập ở trên này không ạ? Lập ở trên Thanh Property này không? Cái lật ở trên Thanh Property thì nó lật đúng vào tâm của đối tượng và nó sẽ không chạy ra khỏi cái vị trí gốc ban đầu, đúng không ạ? Nhưng mà tôi lật bằng cái này, nó sẽ lật qua một cạnh và nó sẽ chạy ra khỏi vị trí gốc ban đầu. Mặc dù là kích thước và tỷ lệ thì nó vẫn bảo toàn, nhưng mà nó bị chuyển vị trí, nó lật qua một cạnh, nó sang phần đối diện. Đấy, chứ nó không nằm ở cái tọa độ gốc của nó, cái khu vực diện tích gốc của nó nữa. Thì đấy là những cái thao tác rất là cơ bản các bạn cần phải nắm được khi mà các bạn làm việc với lại các đối tượng ở trong Corel. Nghĩa là chúng ta phải biết cách chọn nó này, và chọn xong thì chúng ta làm được một số điều như thế. Đấy. Xóa này, dịch chuyển này, dịch chuyển và nhân bản này, transform theo chiều dọc, transform theo chiều ngang, transform theo chiều chéo. Nếu giữ shift trong quá trình transform thì nó sẽ tạo ra những tương tác với cạnh đối diện hoặc góc đối diện. Nhấp chọn thêm một lần nữa thì sẽ tạo thành tâm quay, và lúc này có thể quay. Đấy. Hoặc kéo xiên. Tâm quay là thứ có thể dịch chuyển, có thể nằm ở vị trí gốc cũng như dịch sang vị trí khác, hoặc kéo hẳn ra ngoài đối tượng. Tâm quay ở đâu thì đối tượng sẽ quay theo tâm mới ở đấy. Và nếu trong quá trình mà chúng ta kéo xiên hoặc chúng ta quay mà chúng ta nhấn giữ phím Ctrl thì nó sẽ cưỡng bức cái góc biến dạng, góc dịch chuyển là 15 độ 1. Và nếu mà chúng ta lật thì chúng ta sẽ túm vào một trong những cái điểm điều khiển ở cạnh hoặc ở đỉnh ở đáy và kéo xuyên qua đối tượng sang phía bên kia. Nếu kết hợp thêm phím Ctrl thì nó sẽ lật và nó sẽ không bị méo hình, không bị thay đổi tỷ lệ. Tuy nhiên nó sẽ nhảy ra vị trí khác so với cái cách lật bằng nút mirror ở trên Thanh Property. Thì đấy là những khái niệm mà chúng ta vừa mới trao đổi. Bây giờ các bạn lại ra lại một lần xem có vướng cái gì không thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp. Cái giá trị 15 độ nó có thay đổi được. Thích bao nhiêu đổi là bấy nhiêu. Đây, tôi hướng dẫn luôn cách đổi. Các bạn muốn thay đổi một cái tham số thì các bạn sẽ phải vào cái phần lệnh gọi là option. Đó. Đây. Có thể vào lệnh bằng cách là vào trong tool và chọn lệnh option ở đây. Hoặc có thể nhấn phím Ctrl G, hoặc các bạn có thể truy cập ngay ở trên Thanh Standard bằng cách là bấm vào cái biểu tượng option ở đây. Sau khi bảng thoại mở ra thì tìm tới cái phần lệnh edit ở bên trái. Tương ứng ở đây thì cái dòng lệnh ngay đầu tiên này,
constraint anger này, thì đây các bạn sẽ tìm thấy con số mặc định của nó là 15 độ ở đây. Nếu bạn muốn thiết lập sang một con số khác thì bạn gõ vào đây và nhấp OK. Tuy nhiên là trong các trường hợp mà đặc biệt mà đã dùng đến cái thằng này thì dùng xong rồi thì nên lại trả ngay nó về 15 độ. Nếu không, lần sau mình cứ nhớ là vẫn là 15 độ là mình tính sai đấy.